Quý vị và các bạn, để có được sự thành công trong chương trình thử thách rau giá thì trong những ngày vừa qua, hơn 100 thiết bị chuyên dụng sản xuất rau giá sạch tại nhà GV102 đã phải hoạt động hết năng suất để có được một lượng rau giá sạch khổng lồ dành tặng cho những người dân tại thành phố Hà Nội. Thông qua chương trình này thì chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc lựa chọn rau giá nói riêng và lựa chọn thực phẩm an toàn nói chung. Xuyên suốt chương trình chúng tôi nhận được sự tham gia nhiệt tình cũng như là đóng góp ý kiến của mọi người. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với hình ảnh về những con số tương tác. Đây cũng là nguồn động lực khiến cho chúng tôi có thể thực hiện chương trình thử thách kỳ 2. Để có được những cọng giá đỗ thơm ngon thì chắc chắn chúng ta phải cảm ơn một người, đó chính là tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, cha đẻ của chiếc máy mang nhãn hiệu GV102. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng Quỳnh đi thăm nhà máy sản xuất ra chiếc máy GV102 và cùng trò chuyện với tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung nhé. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, trong những ngày vừa qua khi mà bà con nhận được chiếc máy GV102 thì đã có những phản hồi rất là tích cực, và anh có cảm nhận gì với những phản hồi này ạ? Qua những phản hồi đấy thì tôi là tác giả, tôi rất là vui mừng, bởi vì với một thiết bị nhỏ bé như vậy thôi nhưng mà có được cái sự đón nhận nồng nhiệt của bà con và được bà con hưởng ứng sử dụng, đấy là rất là vui mừng. Thưa anh, là động lực nào khiến anh có thể sáng tạo ra một chiếc máy kỳ diệu đến như vậy? Tôi là một người xuất thân từ một làng chuyên làm rau giá, thì tôi có hiểu được là trong quá trình làm rau giá của bà con thì gặp rất nhiều các khó khăn, như là tốn nguyên vật liệu tiêu hao, tốn nhân công lao động, đặc biệt là phương pháp cổ truyền thì thường cho sản lượng và chất lượng chưa được cao, hay gặp rủi ro khi mà thời tiết thay đổi. Chính vì vậy mà tôi muốn áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn và thiết kế ra một cái thiết bị làm rau giá giúp cho bà con mình có thể cải thiện được những cái sự cố đó. Thưa tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, là một chiếc máy vừa gọn nhẹ nhưng mà lại có một công dụng tốt đến như vậy thì chắc chắn là trong quá trình mình sản xuất, mình làm ra nó thì phải gặp rất nhiều khó khăn đúng không ạ? Thì tiến sĩ có thể chia sẻ được không ạ? Về cơ bản thì gặp khó khăn thì cũng có, nhưng mà về mặt khoa học kỹ thuật thì đối với tôi thì nó cũng là một việc mà rất là bình thường, bởi vì tôi là nghề nghiệp chuyên môn là làm khoa học mà. Tuy nhiên thì gặp khó khăn nhiều hơn đó là quá trình triển khai. Khi mà triển khai thiết bị làm rau giá thì mong muốn của tôi là đưa thiết bị làm rau giá công nghiệp cho bà con sử dụng. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng nếu triển khai thiết bị công nghiệp ngay thì rất là khó để thuyết phục bà con sử dụng. Chính vì vậy mà tôi đã chuyển sang là đưa thiết bị đó thành một thiết bị cho gia đình trước. Sau khi được các gia đình đón nhận rồi thì tôi mới áp dụng cho các bà con làm công nghiệp. Cái nguyên liệu chính để làm ra chiếc máy GV102 đó chính là nhựa. Có rất nhiều người băn khoăn là nó sẽ không an toàn cho người sử dụng. Anh nghĩ sao về điều này ạ? Tôi nghĩ là mọi người lo cũng đúng thôi, nhưng tuy nhiên thì mọi người sẽ hoàn toàn an tâm, bởi vì nhựa ở đây sử dụng là nhựa PP nguyên sinh, và đặc biệt nữa là nhựa lại sử dụng trong cái môi trường đó, nhiệt độ phòng, nhiệt độ bình thường thì hoàn toàn là không có độc hại cho con người. Nhựa PP là nhựa mà được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong các cái dụng cụ sử dụng hàng ngày. Ngay sau đây thì để quý vị an tâm hơn thì tôi xin mời quý vị tham quan nhà xưởng sản xuất. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc máy dùng để chế tạo các cái chi tiết trong thiết bị làm rau giá sạch GV102. Và những chi tiết này thì được hoàn toàn làm bằng nhựa PP nguyên sinh. Trên tay tôi là bát nhựa PP nguyên sinh. Đây là loại nhựa mà được Bộ Y tế cho phép sử dụng để chế tạo những cái thiết bị sử dụng cho gia đình, chẳng hạn như là các cái bát, các cái thìa, các cái rổ giá. Chính vì vậy mà các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thiết bị làm rau giá sạch GV102. Thưa tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, là không biết hiện tại chúng ta có bao nhiêu chi nhánh sản xuất và có bao nhiêu mẫu mã cho GV102? Hiện tại chúng tôi có 3 chi nhánh sản xuất và có 4 mẫu mã cho GV102. Đây là mẫu mã dành cho công nghiệp và 3 mẫu mã dành cho gia đình. Và đây là những cái mẫu mã mà hiện nay thì người dân mình ưa chuộng nhất và được sử dụng nhiều nhất. Thưa tiến sĩ, là trong thời gian vừa qua thì GV102 đã được đón nhận bởi rất nhiều người tiêu dùng thông minh. Không biết là trong thời gian sắp tới thì tiến sĩ có cho ra phát minh nào phục vụ vì cộng đồng nữa không ạ?
Vâng, mục tiêu của tôi là nghiên cứu và triển khai những sản phẩm mà hữu ích cho cộng đồng. Chính vì vậy mà ngoài GV102 thì chúng tôi sắp tới sẽ đưa ra 2-3 sản phẩm hữu ích cho gia đình nữa. Và tôi xin bật mí đó là sản phẩm sắp tới này là chính là sản phẩm tăm nguyên sinh. GV102 đồng hành cùng thử thách rau giá. Xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung với cuộc trò chuyện rất thú vị vừa rồi và chúc tiến sĩ có thêm nhiều sức khỏe và trong tương lai sẽ có nhiều sản phẩm hơn phục vụ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm đến từ tâm và đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu thì chắc chắn sẽ được rất nhiều người đón nhận. GV102 là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Và hy vọng qua chương trình này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm hữu ích có thể giúp đỡ cho quý vị và các bạn trong cuộc sống cũng như là tạo ra những sản phẩm chất lượng và an toàn. Cuối cùng xin cảm ơn nhãn hàng GV102, nhãn hàng tài trợ và bảo trợ thông tin cho chương trình này.